xin chào tất cả các chị. Hôm nay em có một gam màu rất là mới lạ dành cho các chị luôn. Màu mà em đang mặc đó là màu xám tro các chị nha. Được điểm nhấn thêm những cái đường viền màu trắng ở phần eo, phần trên cổ, giúp cho màu đồng của mình trông nó nổi bật hơn rất là nhiều. Sản phẩm TTV484 mà em đang mặc sẽ có giá đó là 415.000. Mình chia sẻ bài viết hỗ trợ giảm còn 395 và miễn luôn cả phí vận chuyển giao hàng tận nhà cho các chị. Mẫu này thì em sẽ thiết kế thêm hai phần túi ở hai bên, thì các chị có thể diện mẫu này đi công sở rất là tiện lợi, lịch sự và trẻ trung ha. Sản phẩm được thiết kế bằng chất liệu vải đuổi trơn cao cấp, và điểm nhấn của em nó sẽ là hai phần nơ ở trên cái phần cổ áo của mình ạ. Rất là trẻ trung cho mẫu đầm này luôn. Nếu như mà các chị ưng ý sản phẩm này, mình nằm trong khoảng cân nặng từ 45 tới 73 cân thì có thể ring em nó về. Đặt hàng bằng cách để lại comment đặt hàng giùm em là TTV484 kèm cho em màu xám và số điện thoại. Lại là một form đầm công sở dành cho các chị nào mà mình đang cần những mẫu đầm lịch sự, trẻ trung để mình mà đi công sở nha. Mẫu đầm này bên nhà em thì với cái gam màu đó là màu hồng ruốc thì sẽ giúp cho các chị nhà mình tự tin hơn khi mà mình đi gặp bạn bè hay là đối tác thì sẽ có điểm nhấn hơn ạ. Mẫu đầm TTV484 mà em đang mặc được thiết kế bằng chất liệu vải đó là vải đuổi trơn cao cấp với cái gam màu hồng ruốc, và điểm nhấn cho các chị nhà mình là những cái đường viền màu đen nè, và có thêm cho mình ở trên cái phần cổ là hai cái nơ rất là trẻ trung luôn, đúng không ạ? Đơn giản nhẹ nhàng nhưng mà rất là lịch sự và sang trọng, thì các chị có thể diện mẫu đầm này đi làm, đi chơi, đi tiệc đều được hết. Mẫu TTV484 của nhà em đang có mức giá là 415.000. Mình chia sẻ bài viết sẽ được hỗ trợ giảm còn 395 và miễn luôn cả phí vận chuyển giao hàng tận nhà cho các chị nhà mình luôn nha. Sản phẩm này bên em sẽ có đủ size cho các chị từ 45 cân cho tới size tầm khoảng là 73 cân đổ về, các chị có thể diện vừa. Nhanh tay ghé liền giùm em cửa hàng là 817 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, 22 Phú Lợi, Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, và 439 Lũy Bán, Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú để mình có thể trải nghiệm em sản phẩm này. Ngoài ra các chị ở xa có thể đặt hàng qua bài viết giùm em theo cú pháp là TTV484 màu hồng và kèm cho em số điện thoại. Các bạn chuyên viên bên nhà TTV sẽ liên hệ lại tư vấn và chốt đơn hàng cho các chị nhé. Cảm ơn tất cả các chị đã xem hết video này của nhà TTV. Và các chị ơi, hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký để có thể nhận được thật là nhiều thông báo của nhà em. Và nếu như mà chị em nào nhà mình ưng ý sản phẩm của nhà TTV, hãy để lại cho em xin mã sản phẩm cộng màu và thêm giùm em số điện thoại. Các bạn chuyên viên bên nhà em sẽ liên hệ lại tư vấn và chốt đơn hàng cho các